Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh về những chiếc xe ô tô này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô ô tô này trước. Ô tô này mình sẽ tô màu đỏ. Xe mình sẽ tô màu đen. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh dương cho xe này. Tiếp theo mình sẽ tô xe màu xanh lá. Xe này mình sẽ tô màu tím. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.